Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày thứ 6 hôm nay. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì thấy buổi sáng trời mây mù âm u lắm, có mưa bụi nữa. Cho nên là nhiệt độ trưa hôm nay thì trung bình khoảng 70 cho đến 72 độ thôi thưa quý vị. Gió thì 7 dặm một giờ. Qua đến ngày mai thứ bảy với chủ nhật đó thì thấy hai ngày này gió lớn hơn, cho nên là thấy nhiệt độ giảm hẳn. Hai ngày sắp đến đó, nhiệt độ trung bình khoảng đâu 68 cho đến 69, 70 là cao thôi quý vị, không có trên được 70. Rồi qua đến thứ hai tuần sau đó thì mới thấy là trời nắng lên. Thì ở Cali là thấy trời âm u như vậy, còn riêng ở tại Texas thưa quý vị, trong từ hôm qua cho đến hôm nay đó là ông thống đốc đã ban hành tình trạng cảnh báo khắp toàn tiểu bang, tại vì mưa lớn quá nhiều. Từ ngày hôm qua đó là đã có một cái lượng mưa lên đến 8 inch đổ xuống ở tại khu vực phía đông nam ở Texas, rồi kéo dài cái phần Louisiana, mà họ nói là mưa đó sẽ còn kéo dài suốt nguyên ngày hôm nay nữa. Thì đặc biệt ở tại quận Harris, họ ban hành cái khuyến cáo cũng như là lệnh di tản bắt buộc thôi quý vị, cho những cư dân nào mà sống gần cái bờ sông San Jacinto đó. Tại vì họ nói là nước mưa cái mực nước của cái sông này đó ngày hôm qua đã lên cao đến 77 feet rồi. Bình thường mực nước ở cái sông này chỉ có 45 đến 50 thôi, nghĩa là dâng lên quá cao thì họ sợ là sẽ tràn xuống gây nguy hiểm. Chưa kể là ở Houston từ chiều hôm qua hơn 20.000 người đã bị cúp điện. Và lý do diễn biến tình trạng lũ lụt hiện nay bởi vì khu vực Houston, quận Harris lại là nơi có cộng đồng người Việt đông nhất sau quận Cam, thưa quý vị. Và vì thế không biết được có bao nhiêu người Việt Nam trong cộng đồng bị ảnh hưởng, và không biết trên đường Bel Air chắc có mưa nhưng mà không đến nỗi lụt. Chúng tôi có cả một cái danh sách họ khuyến cáo. Quý vị có thể vào trong trang mạng của Fox 26 để ghi nhận được toàn bộ các khu vực mà họ nói rằng do ảnh hưởng từ ngày hôm qua thứ năm và hôm nay tiếp tục. Chưa biết được 20.000 người cư dân đó có bị ảnh hưởng hay không. Và trong số mà cái con số đường bị đóng cửa đó, kể cả những cái con đường vào ngày hôm nay thứ sáu và kể cả ngày mai nữa, chẳng hạn như khu vực 242 Eastbound ở vùng 1485, tất cả những cái con đường chính đóng cửa liên tục luôn từ ngày hôm nay cho đến ngày mai. Rồi ngày hôm nay cũng thế, cái khu vực nơi IH-69 cũng bị đóng cửa. Nhìn chung là ảnh hưởng khá nặng nề, trở lại với những cái thời gian cách đây vài năm chúng ta cũng nhìn thấy cái khu vực Houston bị ảnh hưởng lũ lụt, nằm ngay trung tâm từ phi trường của George W. Bush đi vào trong khu vực Bel Air của cộng đồng người Việt Nam. Trong cái đó, tình hình tài chính ngày hôm nay sáng sủa khấm khá hơn nhiều. Lý do một cái điều rất là oái oăm, con số đưa ra thì không vui, phải không ạ? Bởi vì số công ăn việc làm trong tháng 4 thấp hơn nhiều so với tháng 3. Tháng 3 công ăn việc làm tạo ra quá nhiều luôn, hơn 300.000 việc làm. Và kéo dài, họ nói rằng tình hình lao động của nước Mỹ hiện nay chưa khi nào trong bất kỳ thời gian nào mà cái tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% mà nó dài đến như thế. Họ tính ngày hôm nay là từ năm 1960 đến giờ chưa có khi nào mà năm nào mà cái số lượng công ăn việc làm được tạo ra nhiều đến như thế và đưa mức tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp đến như thế, dưới 4%, khoảng 3,8-3,9%.
Chưa hết, trong tháng 4, mặc dầu đã chậm lại hơn nhiều so với tháng 3. Tháng 3 là trên 315.000 việc làm được tạo ra trong tháng 3. Đến tháng 4, giảm xuống còn có 175.000 thôi. Trước đó, các nhà kinh tế dự trù số công ăn việc làm trong tháng 4 là vào khoảng 212. Nhưng mà trong suốt tháng 3, tháng 4, chúng ta thấy đó, Tesla, nè, Google, Microsoft, v.v. là đã sa thải rất nhiều việc làm và vì thế đã gây ảnh hưởng. Họ nói rằng số việc làm 212.000 người lẽ ra tạo ra trong tháng 4 đó là con số đã tính vào chung với những số việc làm đã bị mất. Nhưng mà số này thấp hơn. Mặc dù vậy, như chúng tôi đã thưa cái sự oái âm ở đây đó, tỷ lệ thất nghiệp có tăng lên chút đỉnh, việc làm không được tạo ra, nhưng mà giới đầu tư lại rất là mừng, bởi vì đi cùng với hai yếu tố mà ông Jerome Powell, Quỹ Dự trữ Liên bang, vào hôm thứ Tư tuyên bố. Họ theo dõi, thứ nhất, công ăn việc làm, và thứ hai, lạm phát. Hai yếu tố chính để Quỹ Dự trữ Liên bang, hay còn gọi là Fed, có quyết định cắt giảm lãi suất hay không. Và hiện nay, từ đầu năm đến giờ, lãi suất, interest rate là điểm mà giới đầu tư nhắm vào, bởi vì họ nói khi mà giảm lãi suất đó thì sẽ hỗ trợ hơn, công ty dễ mượn tiền hơn, người Mỹ đi mua nhà, rồi mua xe, rồi nhiều thứ khác nữa, nó thấy được phân lời xuống thấp, có nghĩa là họ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Và vì thế, con số này ngày hôm nay đưa ra cho thấy trong hai yếu tố việc làm và lạm phát thì yếu tố việc làm đã đi đúng với ý nguyện của giới đầu tư. Và vì thế họ nhảy vào mua. Wow, bây giờ lên tới 424 điểm. Họ chỉ thấy như thế là tốt rồi. Mặc dù việc làm được tạo ra thấp hơn so với tháng 3, nhưng mà đối với cái tình hình việc làm của nước Mỹ hiện nay đó, vẫn rất là dồi dào, không có dấu hiệu suy giảm, vẫn là 175.000 chứ không phải là 100.000 hay là 99.000, thưa quý vị. Nasdaq lên 295 điểm. Vào sáng ngày hôm nay lúc mở cửa đó thì Nasdaq lên khoảng 40 điểm thôi. Nhưng mà sau khi họ phân tích về các dữ kiện lao động này thì họ thấy rằng quá tốt đẹp. S&P 500 lên 54 điểm ngày hôm nay. Mặc dù vậy thì Dow Jones vẫn rất là thấp, có 38.000 mấy trăm thôi. Công trái phiếu 10 năm bắt đầu xuống giảm. Đây cũng là con số rất tốt, 4,5%. Ngày hôm qua là 4,6, ngày hôm trước nữa là 4,65. Thì bây giờ phân lời đã giảm xuống. Dầu xuống 36 sen, toàn là những tin mà sẽ giúp cho lạm phát giảm. 78 đồng 57 sen, vàng xuống 8 đồng 7, 2.300 chẵn ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những cái vụ mà sinh viên ở các trường đại học biểu tình mà chống Do Thái đó, bây giờ nó đã lan ra đến cả Úc Châu, và đặc biệt ngày hôm qua đó đã có những cái sự gây gổ rồi va chạm nhau giữa hai nhóm sinh viên, một bên chống Do Thái và một bên bài trừ Do Thái, xảy ra ở tại Sydney. Thì thật ra theo báo chí Úc Châu họ ghi nhận đó, những cái vụ sinh viên mà kéo đến trường đại học biểu tình ở Úc Châu đã bắt đầu từ thứ ba tuần trước, và cái vụ đầu tiên là ở trường đại học Sydney, và đến tuần này là tuần thứ nhì rồi thưa quý vị, và bây giờ nó đã lan ra những cái trường đại học như là Australian National University, Đại học Queensland, Đại học Melbourne, Trường Đại học Monash và Trường Đại học Kern. Thì trong thời gian này đó, ở tại Úc vào buổi tối đó nhiệt độ xuống dưới 0 độ, thế nhưng sinh viên họ biểu tình, họ giống y như các trường đại học bên Mỹ này, là họ dựng lều rồi họ ở bên ngoài, ở suốt ngày sáng đêm vậy thưa quý vị. Và đương nhiên những cái nhóm biểu tình sinh viên này thì họ muốn giống y chang như ở tại Hoa Kỳ, đó là thứ nhất công khai những cái chương trình nào mà các trường đại học ở Úc Châu của họ có đầu tư dính líu tiền bạc với lại phía Do Thái, rồi sau đó thì họ muốn là ngừng tất cả những cái chuyện đầu tư đó, rồi những cái chương trình trao đổi du học sinh đi qua Do Thái. Và nhưng mà phía bên Úc Châu đó thì thật sự ra những cái cuộc biểu tình trong vòng 2 tuần qua nó vẫn còn ôn hòa hơn rất là nhiều, rất ít
cảnh sát phải kéo đến các trường đại học này. Chỉ mới ngày hôm qua, cảnh sát mới phải đến hai đại trường đại học là Đại học Melbourne với Đại học Sydney. Tại vì như quý vị thấy trong hình á, là bắt đầu có những cái nhóm sinh viên của hai hội nhóm xuất hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tình hình những cái vụ biểu tình của sinh viên các trường đại học ở Úc Châu. Thì nhìn chung thưa quý vị, đa số các trường cảnh sát đều chưa có đến, tại vì phía lãnh đạo của các trường đó họ cho biết là đa số sinh viên đều biểu tình ở trong ôn hòa. Chỉ khi nào mà họ đập phá các tòa nhà của trường đại học, họ vẽ bậy, thì khi đó các trường này mới gọi cảnh sát. Và các trường này bây giờ họ cho biết họ tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của phía sinh viên. Chỉ chiều ngày hôm qua đó, đúng hai trường đại học cảnh sát phải xuất hiện, đó là Đại học Melbourne và Đại học Sydney. Tại vì lúc ban đầu là chỉ có những cái nhóm sinh viên chống Do Thái ra biểu tình thôi, nhưng mà ở hai đại học này vào chiều hôm qua có sự xuất hiện của hai nhóm thưa quý vị. Thứ nhất là Hội Sinh viên Do Thái Úc Châu, và thứ hai là Liên minh Sinh viên Do Thái. Và khi mà có sự xuất hiện của hai cái nhóm này đó thì cái tình hình nó bắt đầu căng thẳng. Thì không, bây giờ phía cảnh sát họ cũng không biết là bên nào đã gây sự trước, rồi sau đó tự dưng là hai phe chửi nhau, rồi bắt đầu có một vài sinh viên của hai bên đó nhào vào đánh lộn với nhau. Cảnh sát đã phải ngăn cản nhưng mà họ vẫn chưa có bắt một ai cả. Chỉ có ngày hôm qua đó có một số sinh viên của những cái của cái nhóm mà chống Do Thái, họ nói là buổi tối khi mà họ ngủ ở trong lều đó thì xuất hiện một cái nhóm, những cái nhóm đàn ông 10 đến 12 người, nhìn là biết tuổi trung niên thì không thể nào mà là sinh viên được, đi vào trong các trường đại học và muốn đập phá lều của những cái nhóm sinh viên này. Thì họ gọi cảnh sát. Cảnh sát xuất hiện và họ cũng xác nhận những người này không phải là sinh viên, nhưng mà không biết tại sao cảnh sát không bắt những cái tay đàn ông này. Thì bây giờ cảnh sát họ cũng khuyến cáo là bắt đầu có những cái thành phần không phải là sinh viên, thật sự không muốn đưa ra những cái tiếng nói ôn hòa, đưa ra những cái quan điểm mà chỉ có muốn phá hoại. Thì cảnh sát cũng khuyến cáo các sinh viên ban đêm mà vẫn ở trong lều ở các trường đó thì cần phải từ cẩn thận. Tin tức ghi nhận ngày hôm nay trên 2.000 người, 2.000 người, không phải là 2.000 sinh viên đã bị bắt. Hiện nay chưa biết được cái vấn đề truy tố những sinh viên này. Như chúng tôi đã thưa vào ngày hôm qua ở UCLA đã, các sinh viên ngồi lì và họ dùng tay họ kết nối với nhau thành một cái sợi dây chuỗi khiến cho cảnh sát gây khó khăn, và vì thế họ kéo cả nhóm đi. Trong số 2.000 người bị bắt ngày hôm nay, cảnh sát cũng cho biết là hơn 100 người không phải là sinh viên. Và cuộc điều tra hiện nay đang tìm hiểu xem họ đến từ đâu, không phải là sinh viên, nhưng mà cũng có thể là họ là cựu sinh viên hoặc là những người bạn bè mà cũng là người gốc Ả Rập Hồi giáo, quen biết với các sinh viên này và ủng hộ cái phong trào đó luôn, cho nên họ cũng tràn vào đây luôn, trên 100 người. Và phiên tòa nhắm vào ông Trump trả tiền bịt miệng, gọi là hush money, tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay thưa quý vị. Thế nhưng một trong những điểm đáng chú ý đó là cái đoạn mà ghi âm của Michael Cohen. Michael Cohen là cựu luật sư của ông Trump, làm việc với ông Trump suốt 15 năm trời. Mà không ai ngờ đó là từ những năm mà trước khi, nhiều năm trước khi mà diễn ra cái quyết định mà ông ra tranh cử tổng thống năm 2016 đó, thì không ai ngờ là trong một cái vụ mà ông Trump nghĩa là ăn bánh trả tiền, thì cái điều đáng chú ý ở đây đó là Michael Cohen lại ghi âm. Thì cái vấn đề người ta đặt ra là
tại sao là một người thân thiết với ông Trump mà lại ghi âm như thế? Bởi vì có thể là chính Michael Cohen cũng thấy rằng nếu cái chuyện này nó đổ vỡ ra đó, thì lúc đó ông Trump chưa hẳn, chưa phải là một người ứng viên tổng thống, nhưng mà là một người cũng quyền lực trong ngành giao thương và có tiếng tăm. Vì thế nếu có chuyện gì xảy đến thì ít nhất ông có một cái điều gì đó làm bằng chứng cho một cái vụ mà theo Michael Cohen đó là có cái dấu hiệu của bất hợp pháp, đụng độ với chính quyền, bởi vì sử dụng số tiền để trả cho một cái vụ mà ăn bánh trả tiền. Thế nhưng không ngờ là về sau này khi ông Trump ra làm ứng viên tổng thống và trở thành tổng thống của nước Mỹ thì chuyện nó đổ vỡ. Và điểm đáng chú ý đó là vào những ngày trước cuộc bầu cử diễn ra đó, là cái vụ này nếu mà không trả tiền bịt miệng đó là có thể dẫn đến một cái cuộc sập đổ đối với cái vai trò mà vào tòa bạch ốc của ông. Cho nên Michael Cohen vào thời điểm đó thấy rằng một cái người mà ứng viên tổng thống mà trả tiền cho một cái cô đào đóng phim con heo như thế đó, là rõ ràng có một cái vấn đề gì đó nếu xảy ra về sau này. Và quả nhiên Michael Cohen lúc đó quyết định ghi âm đó, là ông cũng đã đoán trước một phần, nếu vụ này nó đổ bể thì dầu sao ông vẫn có một cái điều gì đó bằng chứng trong tay. Hoàn toàn ông Trump lúc đó không biết được. Và ngày hôm nay đoạn ghi âm được ghi nhận, thưa quý vị. Thứ nhất đó là có những người họ ngồi ở trong tòa, trong đó có phóng viên, họ nghe, chứ họ không có lấy được cái copy đó. Về sau này chưa biết được cái copy đó có được phổ biến hay không. Nhưng mà họ ngồi họ nghe thì họ cũng ghi lại. Thì trong đó có những cái đoạn không đề cập đến tên của ông Trump, nhưng có một cái tên. Bởi vì lúc mà nói chuyện qua lại với nhau đó, thì ông Trump và Michael Cohen cũng tránh nói đề cập đến tên của ông Donald J. Trump. Và họ sử dụng cái tên mang tên là David Dennison. David Dennison là một cái tên giả để ngụ ý khi mà hai người gọi điện thoại với nhau, đặc biệt là những cái cuộc điện thoại liên quan đến những cái hồ sơ mà bên phía ông Trump tìm cách che giấu đó, thì họ không muốn dùng cái tên ông Trump, sợ rằng có ai đó nghe lén và thu âm. Một điểm đáng chú ý ở đây đó là ông Trump không ngờ là cái đoạn ghi âm mình nói chuyện với Michael Cohen liên quan đến việc mà trả tiền 130.000 Mỹ Kim á, lại bị ông thu lén. Thì trong đó có cái đoạn ghi âm này đưa ra để làm bằng chứng bác lại hoàn toàn những gì mà luật sư của ông Trump đã đưa ra, nói rằng cái tiền bịt miệng đó không phải là tiền bịt miệng, chẳng có gì là giấu trong cái vụ này. Thậm chí họ còn bác bỏ luôn cái mối quan hệ giữa ông Trump với Stormy Daniel. Thì cái điều đó làm sao mà thuyết phục được bồi thẩm đoàn? Đó mới là vấn đề. Thì thưa quý vị, là với tư cách là một bồi thẩm đoàn, họ nghe đó thì họ thấy rằng cái chuyện mà ông Trump trả tiền này là có thật, bởi vì đây là các bằng chứng được đưa ra. Và vì thế luật sư mà tìm cách mà nói rằng không có mối quan hệ gì, ông Trump ngay từ đầu đã nói rằng không có mối quan hệ gì giữa ông với Stormy Daniel cả, thì những cái chuyện đó rất khó để chứng minh là không xảy ra. Lại cộng thêm cái bằng chứng là đoạn ghi âm ngày hôm nay, trong đó có một đoạn Michael Cohen nói rằng tôi cần phải mở ra một công ty để có thể chuyển, không phải là tiền, nhưng mà ông nói là transfer liên quan đến người bạn của chúng ta là David. Cái là nói ngấm ngầm với nhau, bởi vì sợ người ta nghe lén đó. David, tức là ông Trump, chúng ta cần chuyển mà không phải là transfer money. Họ không muốn dùng cái chữ money, họ dùng cái chữ transfer. Cái đoạn ghi âm rất là bóng gió. Đó là lý do mà bên phía công tố họ phải giải thích cho bồi thẩm đoàn biết được đây là những cái câu nói, đoạn ghi âm, và chưa hết người ta lại nghe giọng của ông Trump ở trong đó nữa. Ông Trump trong cái đoạn ghi âm nói rằng let me know
What's happening? Okay. Và cái giọng của ông Trump, ông phải ngồi đó mà nghe, thấy giọng của chính mình thì chắc chắn là bồi thẩm đoàn sẽ được thuyết phục đây là giọng của ông Trump nói. Hãy cho tôi biết chuyện gì xảy ra nhé. Ok. Tức là nói chuyện với Michael Cohen. Bởi vì trong cái đoạn ghi âm đó, Michael Cohen giải thích cho ông Trump, ông phải lập ra một cái công ty giả. Và sau đó còn cho cũng cái đoạn ghi âm này, Michael Cohen nói rằng ông phải báo cho ông Weisenberg. Và Weisenberg, người đã đang vào tù đó, liên quan đến việc mà gian dối cái hồ sơ kế toán cho ông Trump là phải vô tù. Thì Weisenberg là người chi trả, và Weisenberg phải biết được cái điều đó để làm sao lấp liếm cái số tiền 130.000 Mỹ Kim. Bên phía công tố, họ phải chứng minh hai vấn đề. Thứ nhất là tiền này tiền bịt miệng, và thứ hai là có dấu hiệu lừa đảo trong cái việc giấu giếm cái số tiền này. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, chính quyền của quận Maui ở tại Hawaii đó vào tuần này đã chính thức kiện 4 công ty viễn thông, bởi vì phía chính quyền Maui cho biết là việc khinh suất của những cái công ty này mà đã gián tiếp gây ra cái thiệt mạng cho người dân ở đây, khi mà những cái text message của chính quyền gửi ra kêu gọi người dân sơ tán trong cái vụ cháy rừng đó, người dân không có nhận được. Thì chúng ta cũng biết là hiện nay đó có cả ngàn cái đơn kiện của những gia đình có người thân bị chết rồi hoặc là bị thiệt hại về tài sản kiện chính quyền Maui, khi mà họ nói là trong hai cái ngày mà cháy khủng khiếp nhất, ngày 8 và ngày 9 tây tháng 8 năm ngoái, họ thứ nhất có những người nhận được text message nhưng mà có những người không. Nhưng mà cái lý do mà lớn nhất là tại vì cái còi hụ sirens của trên cái đảo này đó vốn được thiết kế cho những cái trường hợp thiên tai như là núi lửa, động đất, hurricane, cháy rừng vân vân, thì hai ngày đó cảnh báo không hề kêu lên, cho nên người dân họ không biết để mà họ bỏ chạy. Thì bây giờ đó phía chính quyền Maui họ lại nói như thế này, là trong 2 ngày đó họ gửi ra tổng cộng 14 cái text message kêu gọi người dân sơ tán. Còn những cái text message trước đó nói về cháy rừng là đã có rồi, nhưng và ở khu vực West Maui với lại là Haina đó thưa quý vị, là có tổng cộng 21 cái cell towers phục vụ cho tất cả người dân ở quanh cái vùng này. Thế nhưng bây giờ đã chính quyền Maui nói là sau khi mà thảm họa qua đi thì họ mới biết là 21 cái cell towers này không có hoạt động trong 2 ngày đó, dẫn đến cái chuyện là có người dân nhận được message, có người không nhận được. Và bây giờ chính quyền Maui họ nói là nếu như mà họ biết những cái công ty viễn thông này đó mà báo cho chính quyền biết là những cái cell towers này không hoạt động thì họ đã nhấn còi hụ. Thì đó là bây giờ cái lời giải thích của những người chính quyền này. Thế nhưng bây giờ 21 cái cell towers này đó là thuộc về 4 cái công ty Verizon, T-Mobile, Spectrum với lại AT&T thưa quý vị. Thì chỉ có một mình T-Mobile họ đưa ra cái tuyên bố. Thứ nhất là họ có đầy đủ những cái dữ liệu cho thấy tất cả những cái text message mà phía chính quyền đưa ra gửi cho người dân họ đều có gửi tới từng số phone một. Còn 4, còn 3 cái công ty kia đó thì họ giữ im lặng, họ không có tuyên bố gì hết. Thì không biết là có phải cái số người dân
nhân mà không nhận được text message là thuộc về dịch vụ của ba cái công ty kia hay không. Thế nhưng bây giờ chính quyền quận Mạo Y thì họ chống chế là tại vì những cái công ty này không có maintain những cái cell towers để khi mà gặp lửa cháy hay là gió lớn thì giật đứt những cái sợi dây vân vân, khiến cho cái chuyện mà người dân nhận được text message không có. Chứ nếu mà và bây giờ họ đổ cho bốn cái công ty viễn thông này là nếu như những cái công ty này báo cho chính quyền biết đó thì chính quyền sẽ nhấn còi hậu. Thì cũng tương tự như cái vụ cháy ở Paradise ở phía Bắc California đó, bây giờ bên phía mà hãng tiện ích, tức là hãng điện, vì những cái vụ cháy rừng nó xảy ra đó, bây giờ phải bồi thường rất lớn. Phần lớn đó, những cái vụ kiện là nhắm vào một là chính quyền, hai là các công ty mà có hợp đồng làm việc với thành phố. Quay sang các bản tin quốc tế, ngày hôm nay thưa quý vị, chính phủ Ai Cập hiện nay đứng ra làm trung gian giữa Hamas và Do Thái. Trong thời gian qua, Ai Cập cố gắng, bởi vì họ cũng rất là mệt mỏi với cái việc đón nhận và đương đầu với cái khu vực Sinai và dải Gaza, là nơi mà một phần, một bên là của Ai Cập và một bên thì Do Thái kiểm soát ở dải Gaza. Thì vào sáng ngày hôm nay, Ai Cập tuyên bố, bởi vì khi mà họ đứng ra làm trung gian, họ sẽ nói chuyện với Do Thái, rồi họ nói chuyện với Hamas, chứ họ không thể nào mà mang cả hai nhóm được ra đàm phán được. Và vì thế sau khi nói chuyện với Do Thái thì ông Netanyahu đã đưa ra một khuyến cáo và một thông báo cuối cùng cho Hamas. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới thứ sáu tuần tới, một tuần lễ 7 ngày, Hamas phải ra quyết định có đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn hay không. Và trong thỏa thuận này đó, bắt buộc là do là phía Hamas phải tiếp tục giao trả con tin để đổi lấy việc mà bên phía quân đội Do Thái không tấn công vào khu vực Rafah. Rafah là khu vực phía nam sát với Ai Cập. Và đây là cái khu vực mà phía Do Thái nói rằng chắc chắn là con tin đang bị giam giữ ở đây. Và vẫn còn những cái nhóm chiến binh Hamas còn trú ngụ ở trong này. Và vì thế đánh cho tới cùng. Và lần này có thể thấy được là bên phía Netanyahu, bên phía quân đội Do Thái là củng cố quân đội và đánh cho tới tên Hamas cuối cùng. Cái vấn đề là liệu rằng có đạt được cái điều đó hay không thì tạo được cái sự hoài nghi của cả thế giới và Hoa Kỳ. Nhưng mà bên phía Do Thái muốn chứng minh, họ nói là họ sẽ làm. Cho dù, mặc dù không nói ra, nhưng mà vấn đề con tin thì sao? Có sẵn sàng để hy sinh 109 người, 139, nhưng mà bên phía Do Thái họ nghĩ rằng trong số này có khoảng 30-32 người đã thiệt mạng rồi. Cho nên không còn đủ số 139, chắc còn chòm chèm khoảng 100 con tin. Thế thì có thực sự bao nhiêu con tin còn sống trong suốt 6-7 tháng trời vừa qua? Thì đó là lý do mà Do Thái ngay từ đầu họ đã đồng ý cái lệnh ngừng bắn. Nhưng mà cái khó ở đây đối với Hamas á, bây giờ trao đổi đến con tin cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì Hamas vẫn im lặng trong thời gian qua. Chưa biết được Hamas sẽ trả lời như thế nào với phía Do Thái về cái kỳ hạn 7 ngày. Nhưng mà Hamas hiện nay đó nói với Ai Cập, họ muốn có sự bảo đảm của phía Hoa Kỳ. Bảo đảm với phía Hoa Kỳ rằng Do Thái sẽ không tiếp tục chiến dịch quân sự nữa. Chứ họ không tin Do Thái. Họ mới đầu thì họ nói rằng là chúng tôi muốn ngừng bắn luôn. Nhưng mà cái điều đó Do Thái không đồng ý. Thế thì ngừng bắn bao lâu? Thì theo từng tiến trình một, thưa quý vị, đề xuất này nói rằng đầu tiên á, là việc ngừng bắn sẽ kéo dài 40 ngày và bên phía Hamas sẽ trả 33 con tin. Sau đó sẽ kéo dài thêm mấy chục ngày tới nữa, rồi tiếp tục trả thêm các con tin nữa. Và thậm chí đó, một lệnh ngừng bắn sau đó có thể kéo dài đến một năm. Như vậy thì không biết được bên phía Do Thái có đồng ý hay không.
Bởi vì cái mục tiêu tối hậu của họ hiện nay đó vẫn là tiêu diệt đến tên Hamas cuối cùng. À, và nếu mà lệnh ngừng bắn kéo dài như thế thì có phải là để cho Hamas có cái thời gian củng cố quân sự, và điều đó đối với cái chiến dịch quân sự thì không bao giờ nên để xảy ra cả. Cho nên nói gì thì nói, thực sự đó Hamas còn có 7 ngày nữa thôi. Không biết được Do Thái có đồng ý gia hạn thì bên phía Ai Cập đi tới đi lui đi qua đi lại thì cố gắng dàn xếp. À, và quan trọng hơn nữa, Ai Cập sẽ chuyển cái thông điệp này đến cho phía Mỹ để một lần nữa khuyên răn đứa em của mình là thôi ngừng bắn để có thể hỗ trợ cho cái người Palestine. Bên phía Mỹ cũng đang bị áp lực rất lớn về những người tị nạn ở trong dải Gaza. Và thưa quý vị, cảnh sát Boston cho biết họ vẫn đang điều tra một cái vụ, đó là vào năm 2022, đến bây giờ gần 2 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa điều tra được kết quả, đó là có xác của 4 trẻ sơ sinh được tìm thấy trong một cái tủ đông của một cái căn apartment của một người phụ nữ. Thì đây là cái apartment bà này bà sống trong một cái unit trong đó. Thì tại vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra mà chưa có bằng chứng là có phải là người phụ nữ này giết hay không, cho nên là cảnh sát không công bố danh tính. Chúng tôi tạm gọi cái người phụ nữ sống trong cái apartment này là bà Bi, thưa quý vị. Thì ngày 17 tới tháng 11 năm 2022 đó, bà A đến nhà của bà B để mà dọn dẹp. Bà B là chị dâu của bà A, thưa quý vị. Thì sau khi mà dọn tủ lạnh cho đến cái tủ đông đó, thì bà A bà mới thấy là có một cái bọc rất là lớn quấn bằng giấy bạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức, đó là cảnh sát ở tại Boston vẫn đang điều tra một cái vụ, đó là vào tháng 11 năm 2022, một người phụ nữ đi đến cái apartment của chị dâu mình để mà dọn dẹp đó. Lúc đó phía cảnh sát cho biết là người phụ nữ sống trong cái căn apartment bà chị dâu đó phải nhập viện, không biết vì bị bệnh gì, thì người em chắc đến dọn dẹp giùm. Thì khi mà mở cái tủ đông ra đó, bà này bà phát hiện có một cái bọc rất là lớn, bọc lại bằng giấy bạc. Thì bà mở ra thì mới phát hiện bên trong có 4 thi thể trẻ sơ sinh, thưa quý vị. Họ dùng cái từ là có những cái thi thể là vừa mới sinh, có những thi thể là infants, cho nên là chắc chỉ có 1-2 tháng thôi. Thì bà ngay lập tức gọi cảnh sát. Thì phía cảnh sát cho biết là sau một khoảng thời gian, thứ nhất làm kiểm tra xét nghiệm DNA thì họ phát hiện 4 cái xác này đó là 2 trẻ là nam, 2 trẻ là nữ. Làm DNA thì phát hiện là người cha đã chết vào năm 2021, còn người mẹ chính là cái người phụ nữ chị dâu mà chủ cái căn apartment đó. Nhưng mà khi cảnh sát tìm đến bà để hỏi cung thì thứ nhất bà trong bệnh viện mà thần trí lại có vẻ không tỉnh, bà không biết được là tại sao bà ở trong bệnh viện, rồi có thể là chắc lớn tuổi bắt đầu bị nghểnh ngãng. Và bây giờ đó thì khi mà giảo nghiệm tử thi có thể là không tìm ra được nguyên nhân lâu quá rồi, hay là không biết tại sao, mà bây giờ kết quả thì không biết được là 4 thi thể trẻ sơ sinh này là giống như sinh ra còn sống mà bị giết, hay là đã chết rồi mới được sinh ra. Cho nên bây giờ tại vì không điều tra được cho nên cảnh sát vẫn chưa truy tố được cái người phụ nữ này, và bây giờ họ đang giống như vẫn tiếp tục thu thập tin tức của cái thân thế người phụ nữ sống trong cái apartment này để tiếp tục điều tra về 4 cái vụ này. Và cũng tin liên quan đến khám phá xương người, thưa quý vị, vài ngàn dặm cách xa
Hoa Kỳ là ở Ba Lan. Một nhóm tài tử chuyên đào xới cổ vật và kể cả những di tích từ thời chiến tranh, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, hay bất cứ một cái cuộc chiến tranh hoặc là bất cứ một cái diễn biến nào trong lịch sử ở tại Ba Lan, vừa tìm thấy ít nhất là 5 hài cốt, bao gồm 3 hài cốt của 3 người lớn, 1 hài cốt của một em bé và một đứa bé. Hiện nay, bởi vì cái tiến trình giảo nghiệm tử thi cũng như DNA vân vân đang diễn ra, cho nên họ chưa biết được đây có phải là một gia đình. Ba người này, người lớn này là ai? Hai đứa bé này có phải là con của hai người lớn này hay không? Bởi vì mới vừa được khám phá, cho nên cần thời gian nữa để xác định. Thế nhưng có những cái chi tiết được ghi nhận cho cái việc khám phá rất là thú vị này, thưa quý vị. Đây là một trong những tên chỉ huy dưới quyền của Hitler, nhưng mà giữ một cái chức vụ rất là cao thuộc loại lãnh đạo. Tên này là Luftwaffe Hermann Göring. Có thể nói ai cũng biết được cái tên Göring này, bởi vì hắn cũng can dự vào cái việc mà tiêu diệt người Do Thái đó. Và đây là cái khu vực mà được Hitler và nhóm Đức Quốc xã, quân đội Đức Quốc xã, trong đó có tên Göring này, khi mà chiếm đóng Ba Lan đó, họ đã xây dựng những cái khu vực, trong đó có nơi ở của binh lính, có nhà của dành cho các vị lãnh đạo và cho các sĩ quan, và kể cả một biệt thự trong khu rừng ở Ba Lan nữa. Thì năm cái hài cốt này được tìm thấy, trong đó họ thấy có cái hài cốt bị mất tay, mất chân, không chưa tìm thấy được. Họ đang tiếp tục đào bới nữa, thưa quý vị. Và điểm đáng chú ý này đó, cái nhóm này tại sao gọi là tự nguyện và tài tử? Bởi vì nó không nằm trong cái ngân sách của chính phủ Ba Lan đưa ra, mà ngược lại, bởi vì nó xảy ra cả bao nhiêu năm qua rồi, từ Thế chiến thứ nhất, thứ hai cho đến giờ phút này. Điểm đáng chú ý là cái khu vực này đó là xây dựng trong cái thời gian mà Đức Quốc xã thực hiện cái Thế chiến thứ hai tiêu diệt người Do Thái. Cho nên chính phủ Ba Lan dành đặc biệt cho những cái nhóm mà họ làm việc với các trường đại học vân vân, và họ là tài tử thôi chứ không phải là những cái chuyên gia gì, nhưng mà không ngờ ngay cả những cái thành viên ngày hôm nay tuyên bố, họ cũng không ngờ là tìm thấy được những cái xương, những cái hài cốt còn sót lại của Đức Quốc xã. Họ hy vọng đây là thuộc về gia đình Göring của Đức Quốc xã. Bởi vì không có lý do nào tự nhiên trong cái biệt thự này để tàn phá, tan nát hết rồi mà lại còn những cái xác người này. Trong lịch sử, thưa quý vị, sau khi bắt đầu thấy những cái tin tức thất trận từ bên phía các biên giới và các khu vực, đặc biệt là ở châu Âu đó, mà khi mà lực lượng của Hồng quân Liên Xô đang tiến vào và bắt đầu chiến thắng đó, thì bắt đầu Đức Quốc xã bắt đầu thối lui. Thì khi mà họ rút đi tới đâu đó, thì họ phá hủy toàn bộ các kiến trúc, trong đó kể cả những cái phòng lab, những cái nơi mà có thể để sử dụng mà giết người Do Thái, họ tiêu diệt hết. Họ không muốn để bất cứ một cái tài liệu hay bất cứ cái phẩm vật luôn nữa. Bởi vì họ ăn cướp rất nhiều các báu vật khi mà tấn công vào các quốc gia này. Họ lấy đi hết và họ cho đốt, đổ nát hết. Và đó là lý do chúng ta thì thấy được còn có một cái phần sót lại rất nhỏ trong cái khu vực này mà thôi. Thì đây là tên Göring. Một trong những cái viên chức cao cấp nhất của Hitler, và một bên là Hitler thì Göring đứng ở giữa đây, thưa quý vị, đây là Göring. Cái vấn đề chính hiện nay đó là sau khi khám phá này, họ hy vọng tìm kiếm thêm những cái tài liệu hoặc là các cổ vật mà có từ thời Đức Quốc xã nằm trong các viện bảo tàng của Ba Lan. Cái khu vực mà tìm thấy cái hài cốt của 5 người này đó, cho đến giờ phút này những ai tới Ba Lan á, vẫn có thể đi vào các khu rừng này, là một cái địa điểm, một cái di tích mang tính lịch sử từ thời Đức Quốc xã, và chính quyền Ba Lan cho phép người du khách được ra vào thường xuyên ở nơi đây.
Và phía chính quyền Mexico, thưa quý vị, đang phối hợp với chính phủ Mỹ để mà tìm kiếm 3 du khách bị mất tích. Trong số 3 du khách thì có một công dân của Hoa Kỳ, hai người kia là công dân của Úc. Thì trong hình đó, thưa quý vị, là hai anh em người Úc là Jack and Callum Robinson, còn người bên tay phải là ông này mang quốc tịch Hoa Kỳ, Jack Carter Road. Thì theo như phía chính phủ Hoa Kỳ cho biết là cả ba đó đi du lịch cùng với nhau, nhưng mà gia đình của cả ba bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 là đã không liên lạc được với họ. Ba người này họ đi du lịch từ khu vực cái resort ở Rosarito và đi đến Ensenada, thưa quý vị, thì mất tích ở đó. Đến ngày 29, nghĩa là 2 ngày, gia đình của cả ba người không liên lạc được, thì họ mới chính thức báo với chính quyền của Mexico. Thì sau đó phía cảnh sát Mexico đi tìm kiếm cái địa điểm cuối cùng mà cả ba xuất hiện hay là có nói với gia đình đó, thì họ tìm được một cái xe, ba người này đi chung một cái xe hơi, một cái lều và một cái cell phone, nhưng không biết của ai, chỉ tìm thấy như đó thôi. Còn cả ba người từ đó cho đến nay không tìm được, không biết đã mất tích đi đâu. Thì bây giờ đó, phía chính quyền Mexico cho biết là thường khu vực Baja California trong mấy năm gần đây thì có cái tình trạng là cướp của vân vân, nhưng mà rất ít khi xảy ra ở tại khu vực Ensenada, là khu vực mà cả ba đã xuất hiện rồi sau đó bị mất tích. Cho nên bây giờ phía gia đình của cả ba người này cũng không biết là có phải là họ đã gặp cướp và gặp nạn hay không. Đây là ông Jerry Boylan. Cái vụ này nó xảy ra từ 2018, chúng ta còn nhớ đó, ở ngoài khơi bờ biển ở phía bắc của Santa Barbara đó, thưa quý vị, đã xảy ra một cái vụ hỏa hoạn mà thời điểm đó đó là đã gây chấn động, bởi vì chưa có khi nào mà, đặc biệt là cái thời điểm có những cái chiếc tàu chở những cái du khách đi lặn ở ngoài khơi, những cái vụ mà đắm tàu từ thời Titanic thì chết cả ngàn người, thì trong cái trường hợp này về cái chiếc tàu lặn đó, nó đã dẫn đến chưa khi nào mà California lại xảy ra một cái tai nạn mà chết nhiều người đến như thế. Chuyện gì xảy ra với tên thuyền trưởng này? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 9, đúng vào dịp lễ lao động của năm 2019, thế nhưng lúc đó, Little Sài Gòn TV cũng đã loan tải một cái bản tin gây chấn động cả thế giới. Một vụ hỏa hoạn trên một chiếc tàu chở những người du khách đi lặn ở ngoài khơi biển California bị cháy. 33 người chết, 33 hành khách là những người du khách đi lặn, và một nhân viên ở bên dưới cũng chết theo. Và dẫn đến cái tình trạng mà chính quyền của Hoa Kỳ đó, từ liên bang cho tới tiểu bang California, thay đổi toàn bộ các quy định liên quan đến các tàu chở khách đi lặn. Một cái điểm đáng chú ý vào thời điểm đó về những cái việc mà lỏng lẻo, và kể cả những cái việc chấp hành các quy định lỏng lẻo, trong đó có tên thuyền trưởng, gọi là cái tên này, bởi vì Jerry Boland, thưa quý vị, nói cười chứ thật sự đau đớn vô cùng. Khi mà tàu nó cháy đó, với cái trách nhiệm là thuyền trưởng ở lại để tìm cách cứu những người hành khách. Nhưng mà đến lúc đó thì ông thấy hết vô phương cứu chữa, thì cái chuyện đầu tiên ông làm gì, thưa quý vị? Nhảy xuống biển. Tàu đang cháy, người ta đang chết, rồi các nhân viên còn lại đang tìm cách có cách nào đó để cứu những người ở dưới lên. Ông là người đầu tiên nhảy xuống biển bơi, mà trên phao thì là xong, được cứu sống lên bờ thoải mái, làm chúng ta liên tưởng tới một cái vị thuyền trưởng của chiếc tàu du lịch lớn đó, thưa quý vị, của Ý đó. Tàu thì bị kẹt ở ngoài khơi, ông là người đầu tiên bay xuống, mà người ta còn thấy là trước đó đó ông có gian díu với một
những người phụ nữ ở trên tàu nữa. Xong rồi tàu bị nghĩa là chạy vào cái bãi cạn, ông xuống tàu riêng đi vào bờ, thậm chí ông còn đứng ở trên này nhìn ra cái thuyền của mình điều khiển nó kẹt ngoài khơi. Thì tương tự như tên Jerry Bolen này, đứng ở ngoài, đứng thoát nạn ở trên bờ biển và nhìn ra thấy con tàu nó bị cháy. Chiếc tàu này 23 thước và thừa cái thiết kế đó là ở dưới hầm sẽ là nơi du khách nghỉ qua đêm. Và trong lúc mọi người nghỉ hết tất cả qua đêm, ở trên đó là cả nhân viên nó rất là lạnh, biển California, thì nhân viên ở trên tàu họ đi tới lui và họ ngủ thiếp mất. Điểm đáng chú ý ở đây đó là từ thời nội chiến của nước Mỹ đã có các luật liên quan đến những cái tai nạn tàu thuyền như thế này, trong đó cáo buộc trách nhiệm hình sự đối với thuyền trưởng nếu thuyền trưởng bỏ trốn, và tắc trách trong vấn đề bảo đảm an toàn cho hành khách. Cái luật này nó có từ thời nội chiến của nước Mỹ cả trăm năm trước. Và đó là lý do mà tòa án của California ngày hôm nay áp đặt lệnh, cái lệnh đó để tố cáo. Mới đầu đó thì công tố viên, bởi vì cái số người chết là 34 người, họ tính chỉ cần mỗi người mà 10 năm như vậy thôi là cái án tù có thể lên 340 năm trời. Thế nhưng xét ra đó, bởi vì cái trách nhiệm hình sự thì có, nhưng mà cuối cùng đó thì hiện nay đó, cái vấn đề chính ở đây đó là không biết vì lý do nào bồi thẩm đoàn và kể cả những người thành viên trong gia đình có người chết đó, họ muốn, bởi vì họ không thể nào cáo buộc toàn bộ 34 người này mà lên tới án tù 340 năm được, thì bên luật sư nói rằng đây chỉ là một vụ duy nhất mà có số người chết tới 34 người. Cho nên không thể nói rằng ông thuyền trưởng chịu trách nhiệm đến 340 năm, quá vô lý. Thì cuối cùng giảm xuống còn 10 năm. Nhưng mà đến khi tuyên án đó, thì là tòa lại giảm xuống. Cuối cùng thì ông Boylan chỉ ở tù có 4 năm và 3 năm quản thúc. Có nghĩa là vẫn bị kiểm soát sau khi rời khỏi nhà tù. Thì ngày hôm nay tên Boylan này đã vào tù. Nhưng mà cái thực sự người ta ta thán bởi vì cái án nó quá nhẹ đối với thuyền trưởng này. Có nhiều cái vấn đề mà lẽ đương nhiên là bên phía thuyền trưởng họ đưa ra, họ nói rằng có những cái vấn đề mà khi mà cái đám cháy nó xảy ra đó không thể dập tắt được. Và cái khổ ở đây thưa quý vị, khi mà chiếc tàu này được thiết kế đó, bây giờ nó khác rồi, nó không còn như thế nữa, nhưng mà tất cả các tàu được thiết kế mới mà chở khách đó là phải bảo đảm có ít nhất 2 lối thoát. Chiếc tàu này có mỗi một cái nơi để lên xuống thôi. Cho nên khi mà cháy đó, ở trên boong đó, là nó che luôn cả cái phần nắp mà để cho những người này thoát ra. Chết ngộp ở dưới hết, chết một cách đau đớn toàn bộ. Mà họ tìm cách tháo chạy cũng không được bởi vì lửa quá nhanh. Nó xảy đến quá nhanh và cái chuyện đó nó xảy ra quá nhanh. Cái lửa nó phụt quá lớn luôn. Và đó là lý do tại sao mà thuyền trưởng ông nói rằng nếu ông ở lại trên tàu đó, ông giải thích lý do tại sao ông phải nhảy. Nếu ông ở trên tàu, ông chết luôn cùng với 4 người thủy thủ có mặt trên tàu. Cho nên tất cả đành phải nhảy xuống bởi vì ông nói vô phương cứu chữa. Và thưa quý vị, tin Breaking News từ NBC cho biết là họ nhận được tin Bộ Tư pháp sẽ chính thức truy tố ông dân biểu Henry Cuellar, dân biểu của đảng Dân Chủ ở tại khu vực Texas. Nhưng mà bây giờ đó, phía NBC cũng như báo chí vẫn chưa biết là Bộ Tư pháp sẽ truy tố ông về cái tội gì. Quý vị cũng nhớ là vào năm 2022, đầu năm 2023, chúng tôi đã gửi đến tin tức về ông dân biểu nổi tiếng này. Tại sao ông nổi tiếng? Tại vì, thứ nhất thưa quý vị, ông là thành viên của đảng Dân Chủ, giữ cái chức dân biểu ở khu vực Texas, nhưng mà là người duy nhất ở đó lại có hai cái quan điểm đi ngược lại hoàn toàn với phía chính quyền Dân Chủ hiện nay. Đó là ông chống di dân bất hợp pháp và ông chống phá thai. Thì
vào tháng Giêng năm 2022 đó thưa quý vị, khi mà ông ra tranh cử cho cái chức dân biểu ở khu vực là Texas, là bắt đầu tự dưng nổi lên cái chuyện văn phòng của chiến dịch tranh cử của ông và nhà riêng của ông bị FBI đột kích. Khi đó đó FBI họ chỉ nói rất là ngắn gọn mà thôi là họ đang điều tra một cái nhóm thương gia gốc người Azerbaijan có liên hệ với lại chính quyền Azerbaijan mà đã giống như là lobby ở tại Hoa Kỳ này với sự trợ giúp của một vài giống như là quan chức của Hoa Kỳ. Thì họ chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà cuộc điều tra thì nhắm vào ông Henry này, cho nên khi đó người dân họ có thể hiểu là có thể ông này ổng lobby, ổng làm việc cho chính quyền của Azerbaijan, mà theo đúng luật của Hoa Kỳ đó, tất cả các quan chức nếu mà làm việc cho chính phủ ngoại quốc là đều phải ghi danh cho biết là phải có phải hay không rồi làm những cái chuyện gì chẳng hạn như vậy. Thì khi đó cái tin tức mà ông bị đột kích như vậy đó, thì những tưởng là giống như là cái uy tín của ông nó sẽ bị sụt giảm, người dân họ không tin tưởng. Nhưng mà ông vẫn thắng trước đối thủ của đảng Dân Chủ khác, giành lấy cái chiếc ghế dân biểu tại khu vực Texas. Ông thắng tuyệt đối thưa quý vị, 57/42%. Thì cái cuộc điều tra từ lúc đó có thể là vẫn đang diễn ra cho đến bây giờ. Và đến sáng ngày hôm nay thì như NBC họ nhận được là phía Bộ Tư pháp cho biết là họ sẽ chính thức truy tố ông. Thì mặc dù phía Bộ Tư pháp không nói rõ, mà bên phía văn phòng của ông Quayle cũng không có nói, ông vẫn nói là ông không có làm điều gì sai trái cả và ông đang phối hợp với lại phía Bộ Tư pháp cung cấp hết tất cả những gì mà họ muốn. Thế nhưng trong vòng gần 2 năm qua đó thì báo chí địa phương họ đang giống như họ cũng thu thập được một số những cái tin tức, chẳng hạn như cái cuộc điều tra của FBI nó nhắm vào cái thời điểm khi mà ông Quayle chưa có ra ứng cử cho chức dân biểu thưa quý vị, mà lúc trước đó ông còn giữ cái chức là Assemblyman, thì ông là thành viên của một cái ủy ban gọi là Congressional Azerbaijan Caucus. Thì khi mà thành viên như vậy, tất cả những gì ông làm là ông có ghi danh, nhưng mà ông có vẻ như rất là ủng hộ cho chính quyền Azerbaijan. Đây là một trong những cái tấm hình vào năm 2013 ông gặp gỡ với lại ông đại sứ của Azerbaijan ở tại Hoa Kỳ, Ilin Sulimanov, rồi giống như ông cũng có những cái tuyên bố khen ngợi phía Azerbaijan là một đồng minh có tiềm năng với Hoa Kỳ vân vân. Thế nhưng báo chí địa phương ở Texas thì họ điều tra được là một trong những cái trọng tâm mà FBI điều tra ông Henry Quayle lại nhắm vào bà vợ của ông, thưa quý vị, bà Imelda Quayle. Họ phát hiện được bà này đó có lập ra 3 cái công ty ở tại Texas, bà giữ cái chức danh là director, nhưng mà 3 cái công ty này đã có những cái hợp đồng làm ăn với cái nhóm thương gia mà phía cơ quan FBI đang điều tra, những nhóm thương gia của Azerbaijan. Thì bây giờ ông Henry ổng cũng xác nhận là tất cả những gì mà vợ ông làm là hợp pháp và hai vợ chồng ông không có làm gì bất hợp pháp đối với chính phủ Hoa Kỳ cả. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100. Trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là ông dân biểu ở tại Texas Henry Quayle hiện nay có vẻ như sẽ chính thức bị Bộ Tư pháp truy tố, nhưng mà truy tố về cái vấn đề gì thì vẫn chưa biết được. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đó thưa quý vị, thì ông đã thực hiện các chiến dịch tái tranh cử, ông vẫn muốn tiếp tục giữ cái vị trí dân biểu ở tại Hạ viện của Texas. Mà chúng ta cũng biết được là trong thời gian qua đó, từ
khi mà cái cuộc điều tra đầu tiên bắt đầu vào năm 2022, khi mà đột kích cái văn phòng của ông, lúc mà ông mới ra tranh cử lần đầu tiên, thì ông đã nói đây là những cái chiêu trò chính trị mà không cho ông vào được trong Hạ viện, tại vì ông mang hai cái quan điểm trái ngược với phía đảng Dân Chủ. Và bây giờ khi mà ông tiếp tục ra tái tranh cử, thì có một cái điểm cần lưu ý, đó là ông là thành viên duy nhất của đảng Dân Chủ, người sẽ luôn bỏ phiếu ủng hộ cho ông Greg Abbott với thực hiện những cái phương pháp mà chống di dân bất hợp pháp ở tại Texas, cũng như ông đã từng bỏ những cái phiếu ủng hộ cho việc cấm phá thai ở tại Texas. Thì bây giờ, trong lúc mà ông ra chuẩn bị tái tranh cử một lần nữa, ông nhận được cái sự ủng hộ của người dân ở khu vực Texas, thì bây giờ lại ra cái tin tức ông sẽ chính thức bị truy tố. Và thưa quý vị, bây giờ ở tại Boston, Massachusetts, ngay trong khoảng thời gian này, bồi thẩm đoàn và phe công tố cũng như luật sư biện hộ tiếp tục đưa ra các bằng chứng và đầy những nghi vấn được đặt ra. Một bên là cô Karen Aaron và một bên là một người cảnh sát của Boston, Massachusetts, anh O'Keefe. Anh đã chết. Và bây giờ bên phía công tố đang tìm ra thuyết phục bồi thẩm đoàn, nói rằng cái chết của O'Keefe là do người bạn gái của anh tạo ra. Thế nhưng bằng chứng mới là vấn đề, thưa quý vị. Chỉ cần bồi thẩm đoàn mà có một tí nghi ngờ thôi là đủ để không thể kết tội cô Erin. Mặc dù bên phía gia đình của O'Keefe bây giờ đó nói chắc chắn đó, là cái chết của O'Keefe là do người bạn gái của anh tạo ra. Tại sao? Vào ngày 29 tháng 1 năm 2022, theo lời kể của người còn sống, tức là bạn gái của cảnh sát viên O'Keefe là cô Karen, thì vào một cái buổi tối họ uống rượu rất nhiều, sau đó thì cô chở O'Keefe tới một cái nhà của người bạn cảnh sát khác, chứ không đưa về nhà của hai người, mà lại drop bởi vì yêu cầu của O'Keefe là tôi mệt rồi, tôi muốn trở về với những người bạn của tôi chứ không muốn về nhà. Thì cô Karen đồng ý để đưa bạn trai của mình về nhà của một người bạn cảnh sát khác. Trời tuyết rất nhiều. Và theo lời thuật lại của Karen á, thì sau khi đưa ánh về thì cô nghĩa là lái xe đi. Không biết vì lý do nào mà tại sao anh ấy bị chết, theo lời kể là có thể có ai đó đánh anh chết. Nhưng mà cách nào mà khi cô quay lại thì tìm thấy thi thể của anh nằm phía trước ngoài căn nhà này. Bao nhiêu tiếng sau đó, sáng hôm sau cô quay lại, thì chính Karen là người đã gọi cho 911 để xe cứu thương tới. Khi xe cứu thương tới thì theo lời khai của những nhân viên cứu hỏa và nhân viên cứu thương, họ nói trong phiên tòa là chính họ nghe Karen nói lỗi tại tôi. Tôi hit, tức là tôi đánh anh ấy. Nhưng mà bằng chứng của phía công tố đưa ra đó, bằng chứng nói là bằng chứng nhưng mà thực sự họ không có hình ảnh cho thấy là chiếc xe lùi lại hoặc là ủi tới để cán chết O'Keefe. Đó là vấn đề khó khăn. Họ chỉ nói rằng Karen đã ủi xe cán chết anh O'Keefe, xong bỏ xác O'Keefe. Rồi giả bộ sáng hôm sau mới quay trở lại mới thấy O'Keefe đã chết rồi. Nhưng mà nhân viên cứu hỏa và cứu thương thì họ nói rằng chính họ nghe là giống như là một cái lời thú tội là lỗi tại tôi đã cán anh ấy. Bây giờ ra tòa thì cô hoàn toàn nói tôi không nói một cái gì hết. Và thậm chí đó, bên phía luật sư biện hộ còn nói rằng cảnh sát và công tố viên tìm cách frame, tức là đưa cô vào cái thế cho thấy rằng cô là kẻ giết, trong khi có người khác đã giết anh chàng này. Cô nói rằng khi mà tới đây đó, tại sao bên phe công tố và bên thám tử không vào trong căn nhà để điều tra xem liệu rằng tối hôm trước,
trước khi anh ấy chết ở ngoài sân đó, là bên trong có xảy ra cái vụ tấn công đánh nhau hay không. Không hề có một cái cuộc điều tra nào bên trong căn nhà này mà cái chết lại xảy ra phía bên ngoài này. Đó là dấu hiệu để chứng minh cho bồi thẩm đoàn thấy đã có cái vấn đề sai trái trong cuộc điều tra. Chưa kể đó, bằng chứng về cái chết của anh cũng không có luôn. Anh ấy là bị đánh chết hoặc là bị xe đụng. Bên phía bác sĩ giảo nghiệm tử thi nói rằng là anh chết vì lạnh, thưa quý vị. Mặc dù trên người có những vết bầm tím, nhưng cái vết bầm tím này rất khó để chứng minh là do xe ủi, xe cán, hay là cũng có thể đến từ người khác đánh anh chết. Cái phiên tòa này hiện nay đang diễn ra và nó giống như một cái sự khó khăn vô cùng. Có thể là kẻ là giết người, làm chúng ta nhớ tới O.J. Simpson đó. Là ai cũng tin là O.J. Simpson bỏ chạy sau khi giết vợ của mình. Nhưng mà rồi khi mà ra tòa, bằng chứng của phía công tố quá yếu kém, đưa ra cái bao tay mà xỏ vào không vừa. Thì trong trường hợp này cũng thế, không đủ bằng chứng để kết tội Karen. Mặc dù những lời khai của những người nhân chứng nói rằng cái quan hệ giữa hai người bạn trai bạn gái đã hụt hặc cả năm trời trước khi xảy ra cái vụ án mạng này. Vâng, thưa quý vị, cái vụ này nó có những cái tình tiết nó rất là kỳ lạ. Và bây giờ như quý vị thấy hình đó, là có một số người dân địa phương họ quay sang ủng hộ cái cô Karen này. Tại vì thứ nhất, cái trên người của anh O'Keefe đó, anh có những cái vết thương giống như bị chó cắn. Mà quý vị, trong tất cả những người bạn ở trong nhà đó, là có một số người cũng là cảnh sát, thì họ tất cả đều khai giống nhau là cái đêm hôm đó anh này không hề bước vào căn nhà, họ không gặp anh. Nhưng mà bây giờ báo chí địa phương thì họ, khi mà họ tìm kiếm, họ lục lạo, họ có những cái details, thưa quý vị, thì nếu như anh không vào nhà, tại sao trên người anh có vết thương bị chó cắn, mà trùng hợp là cái người ông chủ nhà đó, ông nuôi một con chó rất là lớn. Cái giống như là cái miệng, cái nanh của con chó đó, nó trùng khớp với cái vết thương to trên người của anh này. Mà phía cảnh sát khi điều tra, họ lại không giống như là lấy DNA từ phía miệng của con chó. Và đặc biệt cái vụ này bây giờ nó đang gây xôn xao là Massachusetts là một trong những số ít tiểu bang mà họ còn những cái luật từ thế kỷ thứ 19, thưa quý vị. Đó là phía tòa án hoặc là công tố viên có quyền không công khai những cái chi tiết trong các cuộc điều tra, mà họ nói là nếu như công khai sẽ gây ra ảnh hưởng xáo trộn trong xã hội. Nhưng cái thời đó là cái thời mà giống như là những cái chuyện mà ảnh hưởng trong xã hội đây có thể là vì an ninh quốc gia, nhưng mà đây là một cái vụ giết người dân thường thì không có thể nào mà biện minh cho cái đó được. Chính vì vậy mà báo chí họ nói là những người ủng hộ cô này đó, nói là công tố viên và những cái nhân chứng trong cái chuyện này có khuất tất, tại vì một cái tập hồ sơ dài 3.000 trang mà khi mà công tố viên đưa ra tòa đó, thì phần lớn tất cả những trang bị redacted, là che đen thui hết, thưa quý vị, những cái chi tiết trong cái vụ án này. Rồi khi mà giảo nghiệm tử thi, anh này chết đó là đầu bị đập mạnh, vài vết thương và chết vì lạnh. Cho nên là bây giờ người ta cũng không biết được là có phải là ảnh vào ở trong nhà gây gỗ, bị cái đám người ở bên trong đánh chết liệng ra bên ngoài, hay là cô này như là công tố viên nói là dùng xe đụng ảnh chết rồi để mặc ảnh ở bên ngoài. Tại vì phía tòa và công tố viên không minh bạch trong cái chuyện này. Rất là khó để chứng minh, và vì vậy những cái lời khai, thậm chí cái lời khai nói rằng cô nhận tội đó cũng không đúng, cô nói là làm gì có cái chuyện đó. Và cái lời khai chỉ có từ một, nhiều khi cô bị chấn động quá, nói rằng vì những cái vấn đề gây gỗ trong quá khứ dẫn đến cái chết của anh này. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả, mời quý vị vào trong trang nhà littlesgontv.com, vào YouTube, mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình, hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.